người xem. Mẫu cầu thang, máy vịn cầu thang xong luôn. Đây là một cái trụ này, cái trụ cái đường kính thì nó là chỗ này 20, dưới này 25, chân này 25, trên 20, cao 1m2. Gỗ lim chỉ giá 1,1 triệu một mét, và những đoạn cua, những vòng cua này thì là 1,5 triệu nha mọi người này. Cái đường thẳng này là tính 1,1 triệu một mét này, cái đoạn khuỷu cua này là 1,5 triệu một mét này. Đây là một tấm ô chắn này bị cái đây là vừa sơn một nước rồi nhỉ, còn một nước nữa. Quay chi tiết cho mọi người xem này, một cái trụ ở giữa mọi người nhá, một cái trụ ở giữa đây này, hai bên là có hai thanh và có ba cái song luồn theo mọi người nhá. Đấy, rất khéo, rất điệu nghệ, nhìn uốn rất đẹp. Phải nói là bác thợ này làm cái mẫu cầu thang xong tay vịn cầu thang đẹp mọi người ạ. Giá cả cũng hợp lý, 1,1 triệu một mét. Xong luôn. Khuỷu là 1,5 triệu mọi người nhá. Trụ tình riêng 1,1 triệu một mét, khuỷu 1,5 triệu, còn trụ tình riêng. Trụ này hơn 2 triệu thì phải. 2,5 triệu thì phải.